Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Đế Chia và ngày hôm nay thì em Tuyên đang đứng với một nhân vật thì chắc chắn là các cô chú cũng khá là quen rồi. Và trong thời gian vừa qua thì em Xá cũng đã đi làm thuê và cũng có rất nhiều các cô chú bảo là Xá, hai vợ chồng Xá đi làm thuê cũng khá là tốt, nhưng mà có rất nhiều cô chú cũng bảo là cũng khá nhớ đấy, khá là nhớ cái giọng nói của em Xá này. Vâng. Với là nhất là cái điệu cười của em Xá nữa. Vâng. Thế thì trong cái thời gian vừa qua đi làm việc thấy thế nào? Cho cái cảm nhận xem hai vợ chồng làm cùng nhau nhá. Vâng. Còn một mình em đi làm thì nó lại khác. Đúng một rồi. Mình đi làm nó lại buồn. Vâng. Bây giờ hai vợ chồng làm cùng nhau thì bây giờ cái cảm nhận trong cái thời gian vừa qua đi làm việc mà xa thôn Đế Chia thì thế nào? Em đi làm chắc là em nhìn chắc là bà bây giờ ở trong thành phố thì nó nóng quá. Nóng quá. Vâng. Vâng. Thế... một tháng chị 6 triệu thôi. Thế mà nó nghỉ dạy thấy hết cái tiền phòng trọ thì cả tiền nước tiền ăn thì một tháng chị được 4 triệu. Trừ hết đi cũng là tháng 6 triệu thì trừ hết tiền phòng tiền ăn tiền điện nước các thứ đi. Vâng. Thì mất 2 triệu. Vâng. Thì để dành ra được 4 triệu thôi đúng không? Vâng. Thế thì khi đi xuống thành phố làm việc có nhớ về Đế Chia hoặc có nhớ về con cái ở trên này không? Nhớ ạ. Thời gian đầu là cũng nhớ à? Vâng. Em nhìn cái cây vi riêng mà có người nó ăn cay thì nó bị khóc thì em cũng khóc, em nhớ anh của mà. Thì hôm đấy anh còn không kìm được nước mắt luôn vì bà con cũng nghĩ là anh cũng nói chung là cái công việc chung của thôn này xong hết đúng không? Đúng rồi. Bây giờ còn mỗi là cái hiện tại là làm bể cho nhà chỗ đoạn khu vực nhà thề với một cái bể. Bà con muốn làm cái bể trên đoạn đầu nguồn ấy. Vâng. Để chứa nước. Nhưng mà bây giờ hiện tại các cô chú ạ, bây giờ thì bà con đã làm quần quật trong 2 năm rồi. Bây giờ bà con đang vào mùa vụ, mùa nương, mùa giáp hạt. Nên là chúng ta phải để cho bà con phải nghỉ ngơi nữa chứ. Đúng ạ. Bà con suốt ngày đi làm công việc chung thì thời gian đâu làm cái công việc riêng của gia đình nữa. Vâng. Nên là chúng ta em Tuyên tạm gác lại một chút xíu. Vì bây giờ bắt bà con đi làm cái công việc chung thì cái công việc riêng của gia đình thì ai làm cho. Đúng. Đấy nên là rất là khó cô chú ạ. Nên là em Tuyên cũng để cho bà con nghỉ ngơi một chút. Và đây như Xá biết đấy, đây vừa rồi vợ chồng Xá mà cũng có rất nhiều thanh niên đi làm thuê. Tại vì bà con là cũng phải sau những ngày ở thôn rồi không có kinh tế rồi cũng phải đi làm thuê kiếm tiền đúng không? Đúng. Đấy thì đấy như đây là một em Xá cũng chia sẻ đấy, cái công việc và Xá khi Xá đi qua thôn xa thôn để chia thì cũng rất là nhớ. Và có xem cái đoạn video là chia tay gọi là liên hoan thôi một xíu đấy mà bà con cũng khóc, bà con cứ tưởng anh đi. Vâng. Nhưng mà cũng là sau hết công việc cộng đồng rồi, nếu mà bà con không làm thì anh cũng phải đi thôi. Đúng rồi. Đấy nên là cũng bà con cũng hy vọng là anh ở lại chia sẻ và giúp đỡ còn những hoàn cảnh kia nữa. Vâng. Vì còn nhà anh Xì, nhà A Phú đang chuẩn bị xây nhà. Vâng. Hoặc là ở đây còn nhiều hoàn cảnh khổ lắm. Vâng. Bà con thôn Đế Chia mình so với các thôn khác không hề là giàu hơn đâu. Đúng đi rồi. Với thôn khác thì cũng nghèo ngang nhau thôi. Mà bà con mình cũng trong 2 năm vừa rồi làm việc quần quật rồi thì có nghĩa là được các cô chú giúp đỡ xây nhà thì đấy là một điều xứng đáng thôi. Vâng. Nên anh cũng rất là muốn là hy vọng là được chia sẻ và các cô chú hy vọng là giúp đỡ cho bà con Đế Chia một ngày một phát triển hơn. Em thì đặt trước tiền em đi làm thì anh mua đưa hôm cái kia thì nó khóc thì bây giờ em mong rằng được các chú mong rằng hỗ trợ đưa anh tia chắc là nhiều là một con đường hay chắc là đường nọ thô hết bây giờ có hai con đường nó chức một cái cầu thang có đường đi xe máy đi học hiện đưa cô đi học thì chắc là em mong già rồi bây giờ thì xuống hơi nhiều thì cậu anh chắc là nhờ anh giúp đỡ bà con ở trong thôn này nói chắc là nhiều xây đường nhà nhiều hơn cái nhà bê tông thì nhiều hơn thì em mong già được các chú sẽ thông cảm ạ vì em đi làm thì em chắc là em không gian về em ở nhà ở trong kia nó là đường 6-7 tháng mới giam thì bây giờ bố nó đi chăm dê thì nó bị ngắt thì em mới giam về đây tha bố một tí thì 2-3 tuần mới về. Thì mong rằng được anh thì các chú xem đưa thì chia sẻ đăng ký kênh cho anh Tiên thì chắc là nhiều thì bị anh Tiên một mình làm về thì chắc là khổ. Anh nhìn chắc là làm việc đủ anh tươi anh tia thì chắc là to hơi nhiều bị nó giúp đỡ bà con chắc là nhiều. Em mong giả cả ơi anh tia chắc là anh tia ghê thì chắc là bây giờ anh tia là xong cái thô này anh tia đi thì giống nhau anh ấy thì chắc là nhớ quá.
Rồi, cảm ơn em. Vâng. Nói chung là anh thì cũng hy vọng là muốn là ở đây giúp bà con nhiều hơn nữa cơ. Vâng. Mà bản thân mình thì mình chia sẻ được như nào thì chia sẻ thôi, còn hy vọng là nhờ các cô chú. Nếu mà không có các cô chú thì không thể giúp được bà con. Đúng nhá. Rồi. Đấy, thì bây giờ thì đấy cũng khá là lâu rồi thì mới xá lại quay về, vì là trong cái thời gian vừa rồi thì bố đi chăn dê làm nương. Vâng. Thì em Tuyết cũng nghe qua thì bảo là bị ngã. Thì đi chụp thì bị ảnh hưởng gì không? Bởi ở trong này nó lệnh ạ. Lệch xương à? Bởi nó lệch xương. Xương bả vai này à? Vâng. Thì các cô chú bác sĩ nó cho thuốc vào, nó bị tiêm 2-3 mũi thì nó bảo cái này thì nó từ từ thôi. Chưa bây giờ chưa thì khỏi luôn. Vì là bố em đã già rồi, tiêm phát nó chưa thể ấy được, hiểu không? Vâng. Cứ từ từ nó khác ấy thì. Vâng. Ok rồi, nói chung là có em về với có con gái về, bây giờ là cũng phụ bố mẹ là chăn dê đúng không? Đúng ạ. Chứ bây giờ thì thôi thì cũng về nghỉ ngơi thăm con xong rồi tiếp tục ổn định thì lại đi làm thôi. Vâng. Vâng. Đợt vừa rồi thì xá lên là cũng đi làm nương cô chú ạ. Hôm vừa rồi thì anh ở chỗ gia đình bảy mẹ con thì cũng nghe thông tin như vậy, và cũng thấy cái hôm gặp em ở đây thì bảo em cũng bố ngã về là đưa bố đi đấy. Vâng. Thì thôi cố gắng em ạ. Chứ đừng có biết rồi đấy, ốm đau thì phải ra bệnh viện đúng không? Đúng. Không phải nói vấn đề này nhiều nữa đúng không? Vâng. Mình phải phát triển lên. Vâng. Nhá. Bây giờ thì ngày hôm nay thì em Tuyên sẽ nhờ em xá, vì hôm nay thầy thì có chút việc riêng đưa mẹ đi ra bệnh viện thì phải đúng vâng. không? Thế thì hôm nay là em Tuyên sẽ nhờ xá vào với gia đình A Phú chia sẻ một chút hình ảnh gia đình A Phú, vì hôm vừa rồi thì gia đình A Phú có vận chuyển xi măng nhưng mà anh thì bận ở bên mé lầu vâng. cũng không thể sang được, nên là bây giờ vào chia sẻ một chút hình ảnh và hỏi một chút xem cái sơ đồ nhà Phú như nào, vì các cô chú đang rất là mong ngóng xem là gia đình Phú xây giống như gia đình nhà ai trong gia đình trong thôn địa chia này, để cho cô chú biết là để có thể là từ những cái sơ đồ mẫu nhà thì cô chú có thể góp ý thêm cho. Và bây giờ thì Phú thì nó xây nhà thì nó xây hầu không hầu giống nhau, cái không nhà thì giống nhau nhà em, chỉ mà nó hết đất thì nó xây tuột thành nó thạm luôn đâu. Thế là giống nhà em gì? Thế giống bây giờ nhà thì em thì nó bị nó hết đất rồi, nó hết sảnh đất thì đi. Không có. Bây giờ thì anh em mình vào đi, vâng. để cho cô chú xem là hình ảnh sơ đồ nhà Phú như nào. Vâng. Xin mời mọi người nhé. Đây các cô chú ạ, đây thì em Tuyên với Xá sẽ vào nhà A Phú. Đây hôm trước là chở 117 bao à? Hôm nay Xá cũng hộ đúng không? Ừ, hộ hả? Thì bây giờ đợt trước là Phú cũng hộ mình, bây giờ mình cũng trả lại công đúng không? Vâng. Đây, thì gạch đây cô chú ạ. Gạch đây thì Xá thấy thế nào? Vâng. Nhìn cái này nó không bảo không bị đúng không? Không bị. Vì đóng thì thực ra người ta đóng thuê ấy. Nhà người ta nền không kỹ. Mà. Người ta đóng phải đóng nhanh nhá, đúng không? Mà. Nhưng mà cái khuôn gạch của mình là ổn rồi chứ. Mà. Đấy. Rồi, xin chào anh nhá. Đóng có vẻ nhanh nhỉ? Nhanh. Chỗ này được mấy trăm viên rồi? Hôm nay chắc là được 2000. 2000 rồi á? Vâng. Ấy da. Hôm qua nó được 1000. 1.000 rồi. Nhanh nhỉ, với lại chỗ mặt bằng đây này. Vâng. Xếp hết ra đây rồi. Vâng. Cột đây. Vâng. Bên kia đang thấy cái máy nổ về có vẻ là cắt ván đúng không? Cắt ván là làm cột. Cột. Vì giống cột giống nhà xá này này có 4 cái cột. Đúng rồi. Đấy, cứ mỗi nhà một cái. Vâng. Đâu xem không biết là vợ chồng chủ nhà ở đâu rồi. Đi ván nữa rồi, hết nữa thì nó. Ván nước à? Ừ. Ây da da. Mùa này thì các bạn là khó đi. Vâng. Đây là đợt trước là còn mượn được cái này là 4 cái téc này còn đầy đấy nhá. Vâng. Đây chú ấy đang cắt ở kia. Vâng. Bây giờ xá nhá, không ở lại với anh mà đi sang bên mé lầu không biết nhá. Vâng. Làm ở Đề Chia mình 2 năm rồi. Vâng. Nhưng mà mình không mất tiền mua bột đá. Vâng. Nên là không biết giá bột đá nó như thế nào. Hôm vừa sang mé lầu mua bột đá là 550 một khối. Nếu mà chở từ ngoài huyện và bột đá bé 600.000. Đấy đó mà mình đây mình bảo là công ty ở cái như cái mồi cũng 600.000 một khối mà. Thôi thế anh bảo anh không nghĩ là nó đắt như thế luôn. Thế mà nhà bảy mẹ con lại còn phải thuê người chuyển sang bên bờ sông. Thì họ bảo là một khối cát thì họ sẽ lấy 400.000 nữa. Đúng rồi. Thế thì thành một khối là 1.000.000, còn đắt hơn cái cát vàng mình mua. Trời ơi. Cái này thì mình tự phát thì nó không mất tiền nhiều. Cái này mình tự sát bộ đá này mình làm đường còn rẻ đấy. Vâng. Rẻ hơn nhiều đấy, nhưng mà anh không nghĩ là nó đắt vậy đấy. Vâng. Hôm vừa rồi xuống mới nói chuyện nó hoảng ra vậy, ai già già thế này là bây giờ mới biết là bà con Đề Chia mình là
sát bột đá nhiều đóng gạch như này bà con tiết kiệm được rất nhiều tiền luôn. Vâng. Chứ bà con mà không tiết kiệm được nó khổ đấy. Ừ. Cái gạch này thì nói chung là cái mặt này này thì sau này là nó xây vữa rồi. Chủ yếu cần cái này thôi. Chỉ kinh cái mà này mà nó chỉ cho vữa le cái này mà. Đúng rồi, cái vữa kia nó nhìn thấy đâu. Vâng. Đây gạch nó chung là thôi mỗi nhà một cái, đó. Vâng. Bên sao giờ? Vâng. Chủ yếu bây giờ cái mẫu nhà như nào? Đó. Mẫu nhà thì nó là giống cái nhà cái hàng ngày đấy. Có một cái phòng đây nữa chị. Có hai phòng. Bên kia là dịch ra bên này, bên này là cái phòng cuối cùng như nhà em đấy chị. Ờ. Rồi rồi. Thế đợi nhà Phú về chủ nhà không thấy đâu. Đây. Nó là giống em trai này 16 tuổi xá đâu đi làm thợ xây bây giờ là mấy nữa về là biết làm thợ xây chính luôn đấy. Vâng. Ở Mèo ở Lũng Pù đấy. Bên dưới chỗ nhau kia hai đấy. Nó nhà ngay luôn ở đấy anh đổ bò đá ấy. Ờ đây 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 cái nhà có hai loại gạch đấy. Ờ một lựa đen một lựa trắng ấy. Ờ đấy đấy xây nhà rất là đẹp đấy. Ờ đây. Thì xem nào bên này là đang làm gì đấy. À, đi vào xem là đang cắt ra. Cắt gỗ đúng không? Các bác. Cắt ván. Vợ kia đúng không? Ờ. Đây vợ xá cho cô chú ở đang đi làm nương kìa. Vâng. Về làm phát là làm nương luôn. Vâng. Chào anh nhá. Cắt là nhiều ván đấy nhỉ? Vâng. 30 tấm đúng không ạ? Nó mua 30 tấm. Xin chào em. 30 tấm ván đấy. Đây anh em ra ngoài gọi chồng Phú ở đâu không biết. Tức là hai vợ chồng đi vác nước hết à? Hả? Cả hai vợ chồng đi vác nước hết à? Vâng, hết nước rồi. Ây giờ. Hai có nhờ người không hay là tự hai vợ chồng thôi? Hai vợ chồng. Hay dạ. Đi, đi xuống xem nào. Ui, hết sạch luôn. Hết sạch vì luôn. Đóng gạch này không phải đơn giản đâu. Vâng, bây giờ đóng gạch hết thì nó xà nó xay thì nó không ăn nước bao nhiêu mà. Ừ. Nhưng mà xây nhá, xây nắng như này nhá. Ủa, nó phải xây nắng như này phải có tưới không, tường. Có nước tưới tường. Không thì nó cháy tường ấy. Vâng. Nó hỏng đấy. Vâng. Nó không phải hỏng mà nó không được chắc ấy. Vâng. Nhưng mà đấy các chú ạ, thì sau những hôm em Tuyên ở dưới bên mé lầu lên thì bây giờ các cô chú thấy đấy, ở đây thì nhà Phú là cũng tương đối rồi đấy. Như em Xá vừa chia sẻ là cũng được. À, rồi xin chào. Ôi trời ơi, hai o thông liền. Vợ Phú này được đấy. Hai can 20 lít, rồi thấy không? Phú là 2K. À, rồi. Rồi xin chào, cũng o thông. Tô đô, hết nước rồi. Hết nước rồi à? Hết nước rồi. Sả? Một tía lại đi lại. À, nghỉ một tiếng, xong lại đi tiếp. Ồ. Đợt nhà Sả xây là không hết nước mấy nhỉ? Không, nhà ấy xây thì ở bên nhà kia thì nó có nước ấy. Ờ, may nhá. Ồ. Rồi đến nhà Sả thì đầy nước. Vâng. Đúng rồi. Bây giờ chỉ mong mưa thôi. Cố gắng thôi. Hai vợ chồng. Ôi dồi, mọi người ơi, này múc nước này múc còn múc cả cái con tép lên này. Ở trong này có con tép vừa nhảy kìa. Nhưng mà cũng sắp tâu rồi chứ nữa, gạch này sắp tâu rồi nữa. Hôm nay chắc là đủ rồi mà. Nhà Phú chắc là 2.500 rồi đúng không? Nó bảo 2.000. 2.000 rồi đóng 2.400. À.
thì là xong thì có cái nhà vệ sinh thì đóng đóng thêm thì đóng đóng the. Ừ. Có đóng trước đã đúng không? Ừ. Thế đóng này chắc là ngày mai họ mới lập thì ngày kia bắt đầu mới xây chứ đúng không? Hay xây luôn. Chắc là ngày mai đổ cột ngày kia mới xây. Đổ cột trước nhỉ? Ừ. Bây giờ hôm nay là cắt gỗ rồi đúng không? Yeah. Ghép cốt pha rồi. Mai mới ghép thôi. Mai ghép rồi mà. Ghép cũng chưa đổ được luôn đâu. Ghép cũng lâu phết đấy. Không, nó đổ chỉ tính hai, một ngày đổ hai cái thôi. Ừ. Nó bỏ đổ hai cái ở dưới này cuốc công xong thì nó mới xay ký vào. Hai cái cột trước thì đúng không? Vâng. Thế đổ cái cột trước thì để như nhà em là xây luôn đấy. Ờ, xay luôn. Bây giờ để cho vợ Phú là đổ nước xong rồi này. Ta rồi à? Tả thôi. Hả? Tả chua. Tả kia nó đấy. Ít giỏ nó, ít giỏ nó. Cái tập lót thôi. Số mũi tẩy cho nhau mà. Cho mũi đập lót thôi. Từ sáng là bao nhiêu ca này? Hàn tàu xong rồi. Thì sáng rồi, tả một tàu trả thông. Tả một tàu buôn thì mày gọi thông nhau. 20 ca này. 30 ca. 30 ca. Thế là bây giờ cũng tà rồi, lại phải nghỉ một tiếng đợi bà có nước lại đi tiếp. Một tiếng thì chỉ đủ 2 ca. Ôi giời ơi, thế khó đấy. Thế thì đó mới là cái lý do mà các cô chú muốn là tặng cho bà con cái bể nước, sai không? Đúng rồi. Đợt trước nếu mà làm đường mà không có cái bể nước ở trường học kia thì hỏng đấy. Vâng, wow, bây giờ thì khổ. Rồi đấy, còn may có cái bể nước đấy còn trữ nước nhá. Vâng. Wow. Thế thì bây giờ thì bảo Phú đâu rồi? Đang tranh thủ ngồi nghỉ thì đi xa chỗ đoạn dâm dâm miên ngồi nhỉ. Vâng. Anh em mình ra hỏi các cô chú đang tò mò xem Phú xây nhà kiểu gì để cho các chú biết. Vâng. Đi Phú. Xa. Nhìn chỗ nét thì chỉ được tốn tiền nhìn trên ô chê giống như chả đâu lắm. Ngồi đi ngồi đi. Khuôn gạch các thứ. Đấy ngồi đây nhỉ. À. Ngồi đây dâm dâm được mà. Ờ. Ngồi chỗ nào dâm dâm được rồi. Gà tổ thúc mà. Lấy ghế. Lấy cái bia đá. Ôi chị sao chạy? Chạy cũng cung thủ như đấy. Đóng anh nửa chưa? Đóng chưa? Chưa đóng à? Mấy nữa phải đóng đấy, không thì không mấy nữa chặt đi nó phí ra đúng không? Sáng nay nó bảo chiều. Đóng đi không mấy nữa chặt đi những cái nửa được. Rồi anh cảm ơn. Thì đóng không mấy nữa là chặt ra nửa lại phí bê tông với phí gạch ra đúng không? Ngay ở đây tôi hơi tàu đó. À xa đâu rồi đây? Xem nào. Tôi nì tàu nè dọn nè. Đấy vợ Phú ngồi kia xem nào. Vợ Phú định biết nhà mình chuẩn bị xây kiểu gì chưa? Ô, bố bó nè ưu chè nè ưu ông chè. Hai vợ chồng xây nhà mà lại không biết. Ô, hai tàu đi. Ê. Cho anh một cái viên để đây để anh làm cái bàn đấy. Ờ thế đúng cho nên cho. Sẽ bỏ cho chị được không? Sao ủa đặt đi một kho trong. Mua. Rồi. Nó xá bỏ ra. Xá cầm lại cho anh. Xá sẽ làm camera. Cứ ngồi em ngồi đây đi. Ngồi đây. Có sầu. Thoải mái mà đấy, cứ quay vào chỗ này thôi, quay vào cái sơ đồ này thôi. Ê, chào em nha. Ở gì thỏ có tới đâu nhỉ? Lại mua hàng lịnh thì đây là cuộn giấy thì em Tuyên sẽ thử đăng ký thẻ á. Tí nữa đi, anh đang bận. Anh đang bận một xíu đấy. Bà con là thấy là mình bây giờ biết vào đây là cứ nhờ mình mua thẻ hộ thôi chú ạ. Đâu? Thế nhà Phú là định vẽ định xây kiểu gì? Ủa chẳng hạn. Có nghĩa là năn bây giờ anh vẽ anh hiểu ý của Xá nói thì anh hiểu sơ anh vẽ thử nhá. Sẽ tổng cái chiều dài của nhà Phú là bao nhiêu mét đây? Ô con đây một con chả chị có mấy chị? mười cộng y chị là 11 tà luôn đấy. Tám mong kìa. 11 mét cái nhà thôi. 11 mét cái nhà này nha. Đây Xá thì đây Xá có thể ngồi đây để cho con chú nhìn rõ này. Vì các cô chú là cũng rất là muốn là biết đấy. Xem là ký tịnh là như mày. Hả? Đúng rồi. Đó ký là. Đúng rồi. 11 mét đúng không? Đây là mấy mét đây? 6 mét hay mấy mét đây? Cái từ bên này sang bên này. 6 mét. 6 mét cũng giống mọi nhà.
6 mét đúng chưa? Thì chỗ này chắc chắn là chia ra sẽ là 3 mét ở giữa này này. Vâng. Đúng chưa? Chỗ cái cột đây. Đúng rồi. Chứ nhà xá thì cũng thế thôi mà, nhà nào cũng thế thôi. Vâng. 3 mét ở đây. Vâng. Thì đây là 3 này. Đây là 3 này. Ừ. Đấy. Thế có chỗ này là cái phòng đầu tiên là chia ra mấy mét? 3 mét ạ. 3 mét đúng không? 3 này. Đây cũng 3 mét đúng không? Vâng. Đây là 3 này. Hai cái 3 mét. Đây là 3. Và một cái là 2 đúng không? Ờ. Cái ở giữa à 2. À, đúng rồi. 3 mét, 3 mét. Đây nhá. Có cái này có... là 3 mét này. Cái này thì 4 mét. À. Ờ. Cái này 4 mét. À 2 đầu thì 3 mét, 3 mét. Thế là 10 mét thôi. Ờ nó chỉ tấn ở trên dưới ở nơi này thì 4 đây mét. Nhá. Anh vẽ nhá. Đây nhá, đây là 3 mét đúng không? Đây nhá. Ừ. Đây 3 mét này. Chỗ này 4 mét đúng không? Đúng 4 rồi. 4 mét thì rộng ra ngoài này một tí. Vâng. Chưa bỏ đi. Ừ. Chỗ này là mình vẽ đây. Thì nữa vẽ trước rồi thì vẽ một cái chuẩn luôn. Vâng. 4 mét và cái này 3 mét. Vâng. 2 đầu thì 3 mét. 2 đầu 3 mét thì tổng mới 10 mét thôi. Chứ còn chỗ này. Nó chỉ nó tấn à bê trừ cái móng đen này đi bê cái cột kia thì 3 mét. À. Cái cột kia đi bê ra bên kia 3 mét. Có nghĩa là cái tính nguyên ở cái móng nhà đấy thì. Còn cái này cái móng cả cái móng nhà là 11 mét thì. Vâng. Thế đây nhá, vẽ đây nhá. Ồ đúng rồi. Chỗ này không tính đúng không? Chỗ này là móng nhà không tính nhá. Đúng chưa? Vâng. Thế nhà Phú đây cái cột ở giữa đây đúng không? Vâng. Một cái cột đây. Hai cái cột. Đúng rồi. Đây là có một cái cột này. Đây là một cái cột này. Đúng rồi. Dầm ngang chắc chắn là phải có rồi. Ừ. Nhà người Mông các cô chú nhá, đây là theo phong tục truyền thống của bà con nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Đúng rồi. Phòng thì chợ Phú xây đây bao nhiêu mét? Phòng ở quán đó ở tà tà cháu ở ở chị chả. Bếp chín đây. À ở chị chả. 2 mà chiều này 3 mét này. 3 mét. Thì chỗ này là bao nhiêu? Nó bảo nhà bé quá thì nó 2 mét. Ồ 2 mét đó, hàng đó 2 mét 2. 2 mét bé á, 2 mét là bé nhá. Ồ 2 mét là bé như nhà thằng mua đó nhá. Ồ 2 mét 3 là 2 mét 2. Hoặc 2 mét rưỡi đi, có để chỗ này 50 phân được mà. Chỗ này để 50 phân thôi. Nếu có ổ chỉ chi. Ổ chỉ chi đúng không? Đợt trước là xá để 2 mét rưỡi nhỉ? 2 mét mấy? Em của em 2 mét 3. 2 mét 3 đấy. Thế nhà phòng, nhà của xá là 2 mét 3 đấy. Ừ. 2 mét 3. Tính dễ rồi mẹ, tính dễ. Nó bảo nó nhà bé quá thì 2 mét 3. Nhưng mà cái phòng ngủ ở sau bé quá thì ấy. Ô nghe là chắc là nó bỏ 2 mét dưới thì hết cái đê cái cổ rồi. Không, 2 mét dưới chưa đến, đây là 3 mét cơ mà. Nếu có trẻ chỉ chào phân kia hả? Vẫn còn thừa 50 phân cơ mà. Đã đi muốn ra trao chỉ má, bếp chào chỉ mà rồi. Bếp chỉ má, ô này ngào chỉ thả. Đây, từ đây lên 3 mét mà. Thì em để ví dụ 2 mét dưới thì em thừa vẫn thừa 50 phân. Vâng, tí thì nó cũng đồng ý. Vì nhà xá là 2 mét 3, thì nhà em thêm một viên gạch thôi. Ô chỉ thêm một viên gạch thôi, chỉ 2 mét dưới. Đây ví dụ nhá, đây phòng của em như này. Chỗ này vẫn là 3 mét và chỗ này nó chỉ là 2 mét 5 thôi. Còn em đây em vẫn thừa 50 phân cơ mà. Thế nó là 2 mét dưới. Cửa của em ở giữa này đúng không? Đúng. Biết mà. Có cửa sổ không? Ô mẹ có. Đúng không? Cửa chính ở giữa này. Bà đúng rồi. Đấy, đây vẽ theo ý thì em nên hiểu. Đây thì cũng như ý giả thì 2 phòng đi. 2 phòng mà. Đây cũng 2 mét rưỡi. Vâng. Đây cửa thì chắc lại bà con chuyên làm ở ra giữa này đúng không? Vâng. Như này đúng chưa? Nó mà làm một cái cửa sổ đây. Cửa sổ bên này á? À cửa sổ vì cái cột búa ấy. À cột búa ấy. Một cái cửa phụ chứ. Cửa phụ ấy. Ở bên giữa này hay là ở bên này? Ở bên này. Thì bên này thì gần bên phòng. Này thì phòng rồi. Đây thì đây là một cái cửa đây thì. Ờ. Để đi vào như chỗ nhà xá về thì. Thì nó phi xe luôn ấy. Trong nhà luôn ấy. Đây á? Không, đây giờ. Đây là cửa chính rồi. Cửa chính ở trong tà. Ở trong tà rồi mà. Đúng thì lũ về cậu là tụt. Ra bếp á, ra bếp á. Ra bếp đây. Ra bếp thì em phải, đây là bàn thờ của em rồi. Ờ, bàn thờ. Đây nhá. Biết rồi. Thế thì em phải làm ở đây này. Ở Phú nó bảo nó làm đây này. Làm đây à? Bên này thì nó ngay nó chùa rồi. Thế thì em làm chỗ này à? Chỗ giữa này hay bên góc này? Ở bên này. Giữa này đi. Cái góc này. Giữa này đi. Thì nó không cửa. Có đỡ thì nó làm một cái đây nhà. Đây là bàn thờ đấy, ai làm cửa chỗ gần bàn thờ này. Đúng không, đây là chỗ này thôi thì đây bếp ở chỗ nào? Bếp thì nó không có không có đỡ thì nó là dìa bên này. Bếp ở sau này à Phú? Bếp ấy nó bếp. là bếp dìa bếp ở sau này à?
đúng rồi. Rồi nó là đây ngay ngay luôn cái thùng phi cái chó bò đá này. Tay nước kia thì đúng rồi, nó bảo nó hết đỡ hết rồi. Đấy. Còn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở nhà đây đây này. Nhà vệ sinh ở khu này. Ờ. Xong rồi làm cái đường ra bên bể phốt bên này. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chuồng là ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đây đây. Hiểu rồi, hiểu rồi. Xong nhá. Vâng, xong rồi. Thế lại hiểu rồi nhá. Để cho các chú biết. Để các chú có từ góp ý và xây như nào. Vâng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mình làm nhiều mình cũng xây hiểu ý bà con rồi. Ờ. Đây các chú em tôi sẽ vẽ lần này là vẽ chốt luôn này. Đây là 3 mét. Đây 3 mét. Đấy. Đây là 4 mét. Cửa đây. Rồi. Cửa chắc là mét rưỡi hoặc là 2 mét chứ nhỉ? Mét, mét 8. Cửa, cửa định làm cửa gỗ hay là cửa sắt? Ồ, có trong sau đó. Có trong đóng. Đây. Cửa gỗ chứ nhà thề là hôm vừa rồi bảo là hỏng cửa đấy. Ta chờ 5 triệu mà. Mình vô em ra trong đùa. Nói mua cái cửa gỗ là 5 triệu. À cửa xịn luôn à? Cái cửa xịn. Ây già được đấy. Nó phải làm một lần thôi. À, làm một lần thôi. À. 3 mét. Ờ, vô chí chỗ ấy hải đúng rồi, ra cái ta thì chua, cái tia rộng. Tổng sức mà. Tổng sức mà nó tua, nó giống như ông lúc tìm mà nó xảy ra. Nó chí ấy dành trong chỗ. Ồ, là vô chỗ xin hả? Đây, cái... Nếu là hải ra. Bà con, cái này mọi người bảo là tại sao lại bà con phải có cột thì em Tuyên xin nói luôn đây là cái truyền thống rồi. Bà con sau này còn ma chay, chỗ này phải treo trống nữa. Đúng rồi. Các cô chú nha, nên không thể bỏ được chỗ này. Tại sao bà con lại không xây cái tường nó khít về chỗ này? Đúng ạ. Sao có thể quay gần về cho em Tuyên biết. Có nghĩa tại sao bình thường chúng ta bảo xây cái phòng đến cái cột này đi, nhưng mà tại sao bà con lại không xây? Là vì sau này bà con người đám ma nữa, bà con phải treo trống. Bà. Nên là bà con cũng muốn là cái phòng khách này lúc đấy đám ma là treo treo cái mùa mông thì chắc chắn là không phải bỏ được hai cái cột này. Đấy, đấy chắc chắn là nó phải có cột. Đấy nên là các cô chú phải mong các chú thông cảm cho. Còn nếu nhà nào mà xây nhà to, nhà đẹp ấy, thì người ta vẫn là ba gian và nhà người ta vẫn phải có một cái nhà truyền thống ở bên cạnh, đúng không? Đúng rồi. Ở thì nhà xịn, còn khi làm đám ma, đám chay thì vẫn ở cái nhà bên này, đúng không? Giống nhau nhà của mưa ấy, vì nó là cái nhà ba tầng, cái bên nó có một cái nhà cũ ấy. Đấy, đấy, nên là mong cô chú hiểu nha. Đây sẽ đây là chỗ này là 2,5 mét này. 2,5 mét này. Chỗ này thừa 50 phân này, đúng không? Phòng thì lại cửa thì luôn luôn phải ở giữa này cơ. Vâng. Đó. 2,5 mét. Cửa ở đây. Đúng không? Vâng. Đây có một cửa sổ này. Đây có một cửa sổ này. À, đây có một cửa này. Đây có một cửa này. Vâng. Bếp thì sẽ ở khu vực bên này. Đúng rồi. Bếp thì xây không đúng không? Vì nó bảo nó hết đất. Đây là cái chỗ này là cũng là nhà vệ sinh ở khu này luôn. Vâng. Và đây chỗ này là khu vực chuồng trại đây, chuồng trại cũ đây. Vâng. Em Tuyên chuồng. Bể phốt ở trong cái chuồng. Chuồng trại và bể phốt ở bên dưới này. Bể phốt ở sau này này. Vâng. Đấy, đúng không? Đúng ạ. Đấy, thế thì cho anh hỏi nhá. Thế chỗ này, cái cửa này bọn em định làm cửa gì? Cửa kính hay là cửa gỗ? Là cái cửa, cửa sổ này. Ồ, trong đây ao lúc thì. Ồ, lúc thì. Mà cho lộn gì ố? Mua cho lộn. Mua cho lộn. Mà cho lúc cho gì à? Đó, chỗ trọ chi là nó bảo nó là cái cửa sổ và giống nhau của em thì cái to hơn một tí. À định cũng mua cái có bắt mũi luôn à? Ừ. Ok, đây là cửa. Đây nha, để cửa kính. Cửa kính mà nó là giống nhau cái cửa Trung Quốc. Cửa Trung Quốc. Đây là cửa kính. Thế cửa chính này cửa gỗ hay cửa gì? Cửa chính cửa gỗ là nó và vả không quên bảo thầy mua thầy bảo chữ cửa gỗ cái nó sơi vải à. Cửa gỗ còn cái cửa này cửa buồng này ô lu khó trông thì ô vừa khó trông gì đây cái không cái đây là cái cửa phòng ấy cửa phòng ấy cửa buồng ấy hai cái của bồ cái cửa ra vào đây thì cửa sắt. Cái cửa này cửa sắt này cái cửa sắt này sau này đỡ bị mưa đỡ bị dỉ này. Đúng đúng là người ta không trông sầu thế à lũ pè không trông sầu phải cửa sắt đi hai cái cửa sắt hai cửa sắt còn chốt này nhá hai cái nói luôn với thầy nói luôn với phú nhá nhà thầy cái cửa gỗ bị bung rồi
đang bị hỏng rồi đấy. Có vô à? Có vô, có vô ô luôn thì có vô plau plau luôn à, khó trông sao? Cửa sắt hay là cửa gì? Cửa sang hay là cửa nhôm? Hay là nhôm kính? Hao cha mà người hay khó trông sao mà. Đây này, không đi làm nhôm kính ấy, nhôm kính cũng ngang tiền thôi. Khó trông sao mà. Nhang kính, nhôm kính cho nó. Nó là bảo lấy cửa sang thôi. Cửa sắt á? Cửa sắt thì phải tối đấy. Ờ không thì cửa sắt cũng được. Không thì cửa nhôm kính ấy, cửa nhôm kính như cái cửa phòng vệ sinh của em ấy. Không mà lúc đó nó bảo lúc nào nó say dễ. Sợ vỡ. Cửa sắt. Cửa sắt đúng không? Nó lấy cửa sắt đâu. Đấy. Thế còn chỗ cái bếp này, bếp với cái chỗ nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh mà lấy của giống nhau nhà ấy thôi. Cửa nhà vệ sinh đây với cấp C. Ừ. Cửa giống như em nhưng mà phải làm cái tay cầm giống nhau nhà thế. Chứ không như nhà xá là sai. Ba. Đặt luôn đi. Ba. Đặt trước đi. Đặt nếu mà đặt thì thích thì anh cho số tiệm mà đặt cho nó rẻ. Ba. Chứ mua ngoài huyện thì kể cả cái cửa này này. Mình mua đặt ở chỗ tiệm nó rẻ hơn ở ngoài huyện được 100-200 đấy. Ừ. Tội gì đâu. Ipua opua tội gì. Mình đặt đấy 4 cái cơ mà. 4 cái mỗi cái rẻ được hơn 100 thì được 4 lít đâu. Ừ. Đấy kể cả này 5 lít. Thì còn cái cửa bếp nữa. Em ạ, đây nhá. Biếng anh hỏi cái này thì nó chỉnh lấy cái màu mấy dưới cái cửa ra vào lấy xe vào thì màu mấy dưới. Ừ. Cái cửa này cũng màu mấy dưới. Ừ. Cái này thì màu mấy thôi. Mét. Ừ, okay. Cái này màu mấy hai. Ừ. hai cái này thì cổng thì 3 mét. Ừ, ok anh hiểu rồi. Thế còn chỗ phòng bếp này thì xây bếp giống nhà xá bây giờ đang xây á? Đun ở đấy à? Đu gì ấy, nó không đu gành nhà ấy. Ờ, thế thì có nghĩa là cái lò bếp lò sẽ ở giữa này đúng không? Xong rồi làm những ô thoáng này không cần phải làm ống khói gì. Nó là gỗ rồi. Ờ. Nó bảo rồi. Làm gỗ à? He he, đỡ rồi. Đỡ rồi. Ờ. Đúng rồi. Nó không có đỡ. Rồi nó bên này có người hết đỡ rồi. Ra cái chùa như này đi. Đây đúng rồi đúng không? Đây là dựng gỗ lên đi. Đúng rồi. Đấy, đây các cô chú nhá. Nhà A Phú thì đang làm như này cô chú nhá. Đây nhà A Phú là cái mẫu nhà của A Phú là như này. Đấy thì nhà A Phú cũng đang cố gắng là đấy học là cái cửa gỗ này phải cửa gỗ truyền thống rồi để sau này còn gài cái vải đỏ này. Đúng rồi, đúng đúng rồi. Này. Đấy còn này nhà A Phú đang tiếp cận những cái mới là đang có là cửa kính như nhà A Xá này. Đúng rồi. Hai cửa kính này. Cái này cũng là cửa sắt luôn này. Vâng. Chứ không làm cửa kính vì cửa kính sợ sau này say rượu vỡ. Đây cũng là cửa sắt này để cho nó bền này. Đấy. Thế bà con đã có sự phát triển lên rồi. Vâng. VFC ở đây. VFC là VFC là cũng xây dòng nhà xá với nhà thề luôn đúng không? Ô lúa à, có một sư ô sợ thị đi chẳng. Chị đổi rồi, nhân dân cũng đã thấy mẫu rửa sạch tay, uống mua nước bể phu mà uống sạch tay rồi, nhân dân cũng đã. À, chỉ giàu lúa tí, đó là mỗi bể phu có theo ta chữa trị. Bể phu là bên này rồi. Lúa khó trông, ua nha, lúa khó trông tí à, nhà mò mém, mò mét ta nhá, mà theo bể phu. Lúa ở nhà xây cao á? Cao chứ, cao 2 mét chứ. Ừ, cao. Cái cửa vào thì nó là 1 mét 8 rồi. Ừ, cao phải hơn 2 mét, cao nó phải rơi tầm 2 mét 2 hoặc là 2 mét rưỡi là đẹp. 2 mét. Ừ. Thế phòng vệ sinh là phòng vệ sinh vừa vệ sinh và tắm ở đây luôn, cho sạch sẽ luôn. Mà ủa đút phòng thì không, ý đút phòng xíu đó. Một phòng thôi. Nó là 2 ngàn thôi. 2 ngàn. Ai nhà lại. Thế có là 2 ngàn. Lại 1 ngàn. Có nghĩa là ở đây nhá, có nghĩa là đây lại 1 ngàn như này. 1 ngàn là đây là phòng vệ sinh, còn bên là phòng tắm gì. Đúng rồi. Không mà nó là của vào thì nó một cái. Ôi giời. Trong ngoài ilu một cái này nó ở ria trong nó là kệ nó vòng để ria ấy. Không cần đâu anh nghĩ nếu mà như theo Phú nha như thế thì xây bên hai cái đây nha. Bây giờ nếu như nhà Phú để như này thì vệ sinh ở đây đáng lẽ là cái cửa như nhà xá nhà anh đúng không? Ừ. Nhà xá nhà đi anh rồi cái cửa nhà anh một cái hai cái như này. Ừ. Thì là hai phòng khác biệt nhau, đi vệ sinh nó sạch sẽ hơn. Yeah, nhưng mà nhà Phú ấy bây giờ là nhà Phú bây giờ là xây kiểu này ngăn một cái xong rồi chỗ này là để chỗ này là có một để cái ô gì để cái ô ra đây thì phòng vệ sinh đây thì đi vào phòng tắm thì bên này còn lại có một cái ô bên này là không có cửa đi vào được vệ sinh đây thì đúng rồi như này thực ra là đi như này thì cũng được thôi nó sạch sẽ hơn gọn gàng hơn nhưng mà đi như này thì lại mất thêm một hàng gạch thôi cũng chẳng sao cả.
Ờ, nó bảo là thế. Làm như thế thì nó không... Nó chỉ mới thì mới một cái cửa thôi. Ờ, mất tiền cũng là mất một cái cửa đây thôi. Ờ, nó bảo thế. Anh hiểu rồi, nhưng mà nói chung là mình ngăn ra để cho đi vệ sinh nó không bị dính nhau. Ờ. Nhưng mình không có diện tích rồi thì mình chẳng quan trọng đâu mà. Chỗ này anh nghĩ không quan trọng. Ừ. Ok thôi, mỗi người một ý. Để như này thì cũng hay. Hay thì... mà, nó bị... nó vệ sinh thì có, này. Có người nó hay. Hai vợ chồng thì tá ở đây này. Thì nó có người nó bị... người ta còn muốn ý là không khí có tốn thì một chút cái sĩ tiền mở đây thôi mà lúc nhà vệ sinh ô chỉ bọn mình uống đi rồi lúc nhà vệ sinh tao đi đi áo cho khó kê áo khó kê lò có đi lò hắn đi thì nó thế hai vợ chồng đang tắm đây anh hỏi mày nhá bây giờ hai vợ chồng đang tắm đây thì ví dụ có người đi vệ sinh thì vẫn phải mở cửa thế nhìn thấy hai vợ chồng tắm đi vào phòng vệ sinh được người hai chi là lâu người hai giờ chờ ô thùng ăn cho chê mà giờ ô thùng cho chê không mà nè giờ mình cho cô tay mà lau khí tôi hào nếu phong cho chị rồi thì mắc ôi là gì à không nó bảo là gì á thế là thế là thế mà nó bảo một ở trong này thì nó làm một cửa đây này thế, cửa thế. Của nó là chỉ lấy cửa gỗ thôi thế thì là hai cửa đúng không đúng rồi dưới đúng rồi ta dưới lúc tao tao một cái đã chỉ kiện đạo này mua phong cho cô tao cha phong nhóm đạo này cho cha tôi chế nó bảo là thế rồi nó bảo một cái phòng một cái là gì chắc là đúng thế là đúng như anh vẽ đúng không thế thì như này ví dụ đang tắm thì đi vệ sinh có ai vệ sinh vào thì vẫn phải mở cái cửa phòng tắm này lâu đấy không thể vào được đúng không làm sao vào được thì người ta nhìn thấy người tắm mà thôi để như này thì có là xây cái này lên một tí thì để cho nó chắn cái vệ sinh ra thôi. Ừ, không sao thôi không sao cả để như này cũng được nói chung là có điều kiện hơn thì làm hai cửa còn không có điều kiện thì làm một cửa đúng rồi còn ở đây thì như kiểu nhà sáo nhà thề thì làm chung là chung thì cũng chả sao cả đây đấy ok đúng đây rồi. Thì đợi anh mượn đây con Phú đây thì em Tuyên cũng xin giới thiệu con Phú mẫu nhà của em Phú đây tổng chiều rộng là 10m ở giữa phòng khách nó sẽ rộng hơn là 4m hai bên là 3m hai cái này thì em Tuyên đang tư vấn cho em Phú là 2m rưỡi đi để cho nó rộng ra thừa vẫn 50 phân để cho đi hướng đi cột để sau này làm cái truyền thống. Đây có một cửa đây, một cửa đi từ chỗ đoạn nhà. Đây là bên này là khu vực chỗ nhà trước cửa nhà bố xá này. Đấy. Nhà chỗ bố xá đi vào này, chỗ con đường của nội thôn nó đi vào này. Để đi xe máy vào nhà này. Đúng rồi. Đấy. Và đây có một cửa đi ra phòng vệ sinh này. Vì đây là chuồng trại nên là sẽ không làm cửa sổ ở đây. Để làm cái cửa ra chỗ nhà bếp này. Nhà bếp đây, nhà vệ sinh đây này. Đấy. Chỉ nó là đấy, riêng. Đấy thì cái mẫu nhà của em Phú như này. Thế nhà Phú chỗ này có đổ cái dầm như nhà xá không hay là xây thẳng lên luôn? Có đổ cái dầm như nhà xá ở chỗ này. Có chứ. À, đổ y dầm luôn. Học luôn nhà em mà. Học luôn nhà xá luôn. Sau này để chỗ này có thể là đợi một ít đồ. Nó không phải đổ giống như nhà mua thôi, nó đổ cao lê. Cao giống như nhà em, học luôn nhà em. Đấy, thế là mẫu nhà Phú như thế này. Đấy. Lợp mái thế dự tính là sau này định làm mái tôn hay mái bờ lô? Ôi, mua tia dù à, nhà vừa nói hay dù à, to số mà. Ôi, vừa xí chỉ mất tia có tí. Nó bảo không có tia thì nó chỉ mua bà lô thôi. Mua xí là nó dùa mà. Tiền dù, giá bà dù nè. Ok. Nói chung là không có tiền nên là cũng chỉ làm bờ lô luôn đúng không? Ờ, chỗ này, ví dụ chỗ này về phòng vệ sinh và bếp thì chắc là bếp thì chỗ này là bằng gỗ đúng không? Cái cũ của nó thôi. Thế thì chỗ này chắc vẫn phải có tét nước vào đây và rửa rau các thứ là ở bên ngoài này chứ đúng không? Đúng mà, nó sẽ là thế mà. Dự tính là như này nhá, các chú nhá. Đây là mẫu nhà của em Phú, đây thì có rất nhiều các cô chú đang muốn biết để xem là Phú sẽ học theo gia đình nào ở trong thôn. Thì cũng là ná giống nhà xá, thì làm kịch đất rồi. Ok, hết đấy thì nó xây thả luôn ấy, nó không phải xây chéo. Ok, anh hiểu rồi. Đấy thì các cô chú chắc cũng hiểu rồi, sơ đồ thì vẽ được như này thôi. Còn cái mô phỏng thì em Tuyên không thể lấy bây giờ. Sao? Hả? Sao? Bảo mua ba lô ấy, ba lô phải chạy tàu 180. Ba lô là cũng, ba lô là, nếu mà cái ba lô xanh như nhà xá là cũng mất nhiều phết đấy. Ba lô xanh thì chắc là một tống thì... Sáu lăm sao? Ừ. 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 Đấy xà chậu chứ, hồ xưa. Xà chí vậy, xà chậu. Bảy la. Xà chí rồi. Bảy la. Cho hồ xưa xà chí. Đấy, cũng nói chung là cũng căng thẳng, nó đắt hơn bờ lô đắt hơn thì cũng nhiều. Bờ lô đắt hơn gần gấp đôi. Đúng không nhỉ? Ừ. Còn cái này thì nó mất tầm 10 triệu tiền tấm bờ lô, tấm bờ lô thì tôn xốp thì nó, nếu mà tôn xốp mình không phải lấy tôn xịn lắm ấy. Thì nó mất thêm tầm 5 triệu nữa là được thông số. Ừ. Khoảng đấy.
chỗ yêu vừa dắt thêm mà chỗ chụp phóng tạo chí chỗ xào thêm. Nhưng mà ở trong này nhá, như nhà ông Xá này với nhà ông Thề, nhà chú Sử này làm bằng tôn xốp, toàn xốp tôn xốp cứng hết, tôn xốp hoa sen, tôn xốp dày nhất luôn. Đứng thợ đứng nhảy vô tư đây, có bị sao đâu. Ok, đấy đấy thì mỗi nhà có một ý đấy. Chỗ này thì bếp thì sẽ không làm trong nhà, xây bên riêng. Chúng ta lẩu thế lẩu. Ông chắc chắn là chỗ này là bếp, bếp này là em tuyên xin nói luôn nhá. Bếp này là dựng bằng gỗ đúng không? Bếp này là dựng bằng gỗ nên là cũng không làm bóng khói, làm cái bếp giống như Xá đang dùng. Đúng rồi. Đúng chưa? Ok, đấy đấy đấy, đấy là các cô chú nhá. Đấy thì em tuyên để cho các cô chú biết thêm. Ôi, tôi chờ mỗi một xíu thì xíu là gió ổ bốn che nó ra thôi. Ngồi dạ, lúc tí giống nhau vậy thôi. Giống như nhà em rồi không? Ừ. Vì bây giờ gỗ thì làm sao xây được mà làm bóng khói làm gì? Đúng rồi. Thì dựng cứ đun đun luôn sau này. Tận dụng là cái gỗ cũ của gia đình ấy. Vâng. Nó mà để cái cốc gỗ cũ thì nó phải để nhà chỉ đố thôi. Đúng nhưng mà rồi. Đúng rồi. Xong tận dụng. Sau ổn chê nó đá mà hát chỉ tận thằng Nga. Sau có thể ổn chú đi mê mê mà chú ổn chê. Ổn chê thì vẫn đặt chê thế là ổn chê con mẹ ổn mộ. Ok ok. Vâng cô chú ạ, đây thì một lần nữa thì đây là cái sơ đồ của nhà A Phú nhá. Đấy thì có rất nhiều cô chú muốn tò mò về cái mẫu nhà của A Phú thì đây, hai vợ chồng đã lên cái kế hoạch và mẫu nhà như này. Đấy, một ngôi nhà bằng bê tông trong tương lai. Đấy thì ở đây thì hai vợ chồng A Phú đây thì cũng đang cố gắng nỗ lực có một ngôi nhà thì em Tuyên thì cũng cố gắng chia sẻ những hình ảnh và hy vọng qua những cái thước phim, qua những hình ảnh của em Tuyên thì có thể mong các cô chú hỗ trợ cho gia đình A Phú được thêm phần nào thì hai phần đó để hai vợ chồng cũng cố gắng để có một ngôi nhà kiên cố nhất. Chứ còn hai vợ chồng thì cũng giống như mọi nhà thôi, dê bán hết rồi. Mọi người đằng sau kia, đằng sau kia bây giờ cái chuồng dê thì chỉ để củi thôi. Dê bán hết, gà không có và bò cũng bán rồi. Nói chung là cũng phải cố gắng để làm ăn kinh tế và xây dựng một ngôi nhà an cư thì mới lạc nghiệp được. Hai vợ chồng đây thì cũng rất là làm việc trong cái công việc thôn như là làm việc cầu đường rất là tốt mà cũng đi giúp hàng xóm rất là nhiều. Nên cũng là một vợ chồng rất là tiêu biểu. Đấy, nên là em Tuyên cũng nghĩ là có thể là mong rằng các cô chú thể có thêm những bông hoa, những phần quà thêm giúp trợ giúp cho hai gia đình. Cũng giống như em Xá thôi đúng không? Đúng rồi. Khi nhà mình làm nhà thì cũng rất là khó khăn. Nên là cũng mong các cô chú hỗ trợ cho phần nào là hai phần đấy đúng không? Đúng ạ. Chứ bản thân thì gia đình cũng chả đủ tiền. Đúng anh rồi. Biết ở đây vì bản thân anh đây cũng gần 3 năm rồi anh biết gia đình làm như nào. Đấy, bà con thì ai xây nhà cũng phải vay phải mượn. Đúng nhờ rồi. Hàng xóm tiết kiệm được phần nào hai phần đấy thôi. Nên là em Tuyên cũng chỉ mong muốn rằng như bà con rất là mong muốn là được các cô chú hỗ trợ thôi. Vì hai vợ chồng đây thì cũng chả biết nói tiếng Kinh. Và bà con bây giờ nói ra bảo xin tiền các cô chú thì cũng ngại. Nói chung là bây giờ chỉ là nhờ những cái thức phim mà mọi người có yêu thương, yêu quý thì tặng thêm cho hai vợ chồng được phần thì hai phần đó, đúng không? Tặng những bao xi, những suất thức ăn hoặc là những lít xăng, lít dầu để cho hai vợ chồng có một ngôi nhà đẹp. Vậy thôi, các cô chú ạ. Đấy, cảm ơn các cô chú rất là nhiều nhá.